chuyến bán ra nhà nước thì đóng vốn là đúng rồi. Đối tượng khách hàng của em là đối tượng thích nợ nần mà, đúng không? Thế bây giờ chỉ còn một cách là em không bán cho bọn nó nữa, hoặc là em phải phát triển một cái business riêng. Em phải phát triển một cái business riêng nữa. Còn cái mảng cho nhà nước em đã phục vụ rồi, không có cách nào khác, không có cách nào khác. Hoặc không bán văn phòng phẩm nữa. Bây giờ tiện tay đấy, mình có thể bán quần áo, đồ dùng nước hoa, hay là đồ cho mẹ cho bé gì đấy, hà nhá. Văn phòng phẩm cho nhà nước thì cuối tháng nó mới, 2 tháng nó mới trả tiền. Thế thì chuyển sang cho đối tượng kia. Toàn ra phát thầy tư vấn em nên buôn bán gì ở quê sắp lên thị xã, thì buôn bán gì phù hợp, thời trang cho giới trẻ, tóc tai gì cũng được. Ông cứ theo dõi hết cái livestream này của tôi nhé, một series, và chuẩn bị một số tiền rất nhỏ thôi nhé, rất rất nhỏ. Học cả một cái khóa như thế này 45 bài, bài nào cũng chi tiết hướng dẫn như này, ông sẽ tìm ra được rất nhiều phương án để kinh doanh. Toàn ra phát tiếp tục vào đặt câu hỏi, ok chưa? Vốn của em là bao nhiêu, lợi thế của em là gì, em phải xem hết, sau này em ra quyết Em vẫn làm tóc mà, nhưng thấy thầy đi nhanh quá em sốt ruột. Này thằng Phương này, thầy dạy cho mày cách đây 2 năm trước, mày kiếm bộn tiền rồi. Mày mà nghe thầy nữa thì còn còn tăng nhanh nữa nhá. Hôm nào lại inbox gặp đây, tư vấn cà phê tiếp, sang năm 2007 tiếp tục phát triển. Huỳnh Nhật Nam, theo thầy Phan Anh, hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp hay chụp ảnh thực tế hiệu quả hơn em bán phụ kiện điện thoại? Cái này bạn phải test, bạn phải thử nghiệm thực tế, bạn chạy một số tiền ảnh đẹp, bạn chạy một số tiền, bạn xem tương tác, bạn xem giá thầu, bạn xem comment nhé. Bạn phải test rất nhiều thì bạn mới biết được. Tôi không trả lời là cái nào thì hơn, được chưa? Huy Triệu, không thấy comment của em à, bạn hỏi lại đi, bạn hỏi lại đi. Kenny Tiến, hôm nào mời cà phê, đồng ý, inbox nhé Tiến nhé. Mọi người thấy đã thỏa mãn với 1 tiếng livestream của tôi chưa? Có câu hỏi gì tiếp tục không? Cho tôi nghỉ chưa hay là bắt tôi tư vấn tiếp? Phương nhớ hôm nào gặp gặp tư vấn tiếp để sang năm làm tóc hoành tráng nhé. 36 chia sẻ vẫn ít, tiếp tục đi ạ, tiếp tục chia sẻ giúp tôi cái. Xin mời các câu hỏi nhanh, không thì tôi sẽ phải dừng livestream ở đây, bởi vì tôi phải có thời gian cho việc khác nữa. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục ghi hình video. Đấy. Các bạn thấy không? Một bài của tôi rất là chi tiết, rất là cụ thể. Em comment 3 cái mà chẳng thấy thầy thầy trả lời, thì đúng cái mà nhìn thấy thì lại không phải là câu hỏi. Bạn nhai. Bạn thông cảm. Vì nó không nhìn thấy. Thầy hợp với kiểu tóc này đẹp trai hơn rồi. Cảm ơn bạn. Đẹp trai hơn 2016 rồi. Rồi mỗi một năm qua đi thì mình phải đổi mới một tí, đúng không? Đấy. Tư vấn dịch vụ chụp ảnh. Chụp ảnh thì bạn chụp ảnh cưới hay ảnh cho bé, hay là ảnh studio trong nhà hay ảnh ngoài trời, đúng không ạ? Bạn có phân khúc gì, bạn có lợi thế gì? Câu hỏi của bạn cần phải chi tiết hơn nhá. Cần phải chi tiết hơn. Em không có kinh nghiệm làm tóc mà thời trang ở quê thì nghĩ không hợp lý lắm. Đấy. Toàn ra phát, ok. Thế thì em có những cái lợi thế gì? Em phải phải xem hết nhá. Inbox cho mình sẽ dìu dắt cho đến khi ngày rộng tháng dài, luyện trưởng hết đi, xong bắt đầu quyết định mở, thì sẽ giảm được rủi ro cho em. Tôi không hứa là em sẽ thành công, nhưng tôi hứa là giảm được cái tỷ lệ thất bại cho em. Nếu mà tôi hứa em thành công thì chắc chắn là mọi người xem video này sẽ vả mặt tôi ngay. Nhưng tôi sẽ hứa là em sẽ giảm được rất nhiều rủi ro, tiết kiệm được rất nhiều chi phí và tăng được tỷ lệ thành công cao lên, được không ạ? Thời trang ở quê không hợp lý lắm, thời trang ở đâu chả phải cần thời trang em ơi. Vấn đề là em bán cái gì, giá bao nhiêu, cho ai, nguồn hàng như nào. Ở đâu cũng cần ăn, cần mặc hết em nhé. Hương Nhài. Em bán giỏ mứt Tết homemade, lượng khách hơi ít, có cách nào tăng không? Rồi, cách tăng thì bây giờ cái giỏ hàng homemade đấy phải đẹp, độc đáo, bây giờ nó phải hướng tới sự độc đáo, chất lượng, màu sắc, bao bì phải đẹp, ok. Giá hợp lý, thêm quà tặng vào. Đấy.
dùng các kênh bán hàng thật nhiều vào online, offline, livestream chia sẻ nhiều vào, rồi thì chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo, nhưng tất nhiên là phải đảm bảo được cái tính lợi nhuận. Bán hàng trên group, trên Zalo, trên Facebook cá nhân, thông qua email, thông qua các trang thương mại điện tử, vân vân và vân vân, nhiều lắm, nhiều lắm. Lượng khách hơi ít, có cách nào tăng không? Tăng muốn tăng khách đúng không? Phải xem lại sản phẩm, xem lại giá, đúng không ạ? Xem lại cách mình đã tiếp thị, xem lại các kênh mình đã làm, mình đã chi tiền chưa hay là không chi tiền. Không chi tiền thì như thế nào, có chi tiền thì như nào. Tất cả những cái thứ đấy mình đều phải tối ưu. Hương Nhài ạ, à, chắc chắn là như vậy. Đinh Văn Việt, thầy cho em xin ít thương hiệu đã giúp, thầy đã giúp nhiều lắm Việt ơi. Ơ sao câu hỏi thì anh không thấy nhỉ, các hỏi anh có thấy thì lại không thấy, không hiểu. Em kinh doanh về đồ Thái và đồ Nhật thì có ổn không? Tuyệt vời em ạ, à, đồ Thái và đồ Nhật thì tuyệt vời rồi. Vấn đề là em phải tìm ra nguồn hàng giá tốt nhá. Ví dụ như là cái người bạn của mình thì đi học ở Nhật về, bây giờ là bán ở Bắc Ninh chùm luôn. Thậm chí là có những khách người ta còn mua cả một cái tủ lạnh ở bên Nhật 100 triệu về. Bởi vì người ta đã tin rồi thì người ta mua. Mà thực ra cái tủ lạnh nó không hề có ở Việt Nam luôn. Đặt, nó ship về, lấy tiền công ship, lắp lắp đặt. Tuyệt vời lắm, à, toàn ra phát nhá. Ok luôn. Hôm nào mời thầy và anh Ngô Ngô Hà cà phê tư vấn. Rồi, inbox riêng cho mình. Nam lâu lắm rồi nhờ, vẫn bán điện thoại à? Hay là bán cái khác rồi? Bây giờ cứ làm gói tư vấn khởi nghiệp là ngon ngay. Kim Lệ Thu bán tinh dầu nở ngực nhưng ít comment, có chạy quảng cáo không? Tinh dầu nở ngực bây giờ là cái thứ mà các mẹ mua nhiều lắm. Chạy quảng cáo mà làm video, làm hình ảnh được và nó quảng cáo nó cho duyệt thì là chạy đơn hàng nhiều lắm. Nhưng mà cái sản phẩm này cũng có một nhược điểm là rất có thể là quảng cáo sẽ không được duyệt. Đấy, thì bạn phải chịu khó làm SEO, bạn phải chịu khó bán ở trên các trang khác, rồi bạn phải có chứng nhận. Bây giờ những cái tinh dầu linh ta linh tinh tự chế không có chứng nhận chứng nhất gì cả, cứ bán loạn lên trên thị trường rất là nguy hiểm nhá. Thì tôi cũng không biết nhưng mà tôi cũng chạy quảng cáo ra rất nhiều rồi. Hỏi nốt lần này mà không thấy anh thì thôi vậy. Sao cái câu anh comment này anh không hỏi luôn? Anh Huy Triệu ơi, cái câu mà tôi đọc được thì lại không thấy có câu hỏi. Đúng rồi, bạn Kim Lệ Thu, em chạy Facebook khó duyệt gấp lắm. Đương nhiên, nở ngực mà giúp tăng vòng một mà, cái này là Facebook họ cấm. Họ cấm. Trước đây thì họ chạy được nhưng bây giờ cấm hết. Sản phẩm này ngày xưa khoảng 2 năm trước chạy rất là nhiều đơn hàng. Vâng. Hồng Thảo bất ngờ và trên cả bất ngờ. Đâu xe nào? Phan Hồng Thảo à? Không biết là ai luôn. Chào chị, không biết là ai ạ. Có gì bất ngờ thì chị cứ tiết lộ nhá. Hạnh Đoàn, thầy ơi em có bán mỹ phẩm, dược phẩm sách tay châu Âu nhưng fanpage ít comment mặc dù có chạy quảng cáo. Rồi, vào kênh PA Marketing trên YouTube, vào YouTube tìm PA Marketing có một video nói về mỹ phẩm và dược phẩm sách tay châu Âu bán rất tốt. Tháng bạn ấy kiếm toàn lít mới lít rưỡi tiền lời nhá. Nhưng mà bây giờ bắt đầu là phải học cái khóa bán hàng trên Facebook của tôi đi đã, và cái học cái khóa khởi nghiệp mà như thế này đi đã. Không, tôi không không có ý là xui bắt phải đi học đâu nhá, phải học online cho nó rẻ, học online rất là rẻ, cho nên tôi rất nhiệt tình giới thiệu với các bạn, chỉ có mấy trăm nghìn một khóa học thôi mà tôi chỉ thu được một số tiền nhỏ rồi đấy thôi, bởi vì các đối tác họ sẽ thu, chắc chắn sẽ bán được bạn Đoàn Hạnh nhá, yên tâm đi ạ. Rồi ạ, nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ kết thúc trong vòng 5 phút nữa. Xin mời các bạn đặt câu hỏi ạ. Các bạn đang xem video này thì chia sẻ giúp tôi. Đàm Thảo, em có một fanpage 20k nhưng mang thương hiệu của cửa hàng vì muốn quảng bá nhưng giờ em muốn bán online với giá cao hơn thì phải mốt một page nữa, làm sao nhanh được là like. Quần áo đi chùa. Sản phẩm của bạn kén quá nhờ. Vâng, quần áo đi chùa là một cái sản phẩm rất là kén. Và tôi nghĩ là một cái thị trường ngách rất là hay đấy bạn ạ. Thì bạn nên may nó đẹp, sạch sẽ, chất liệu tốt, mềm mại. Và nên nên may theo kiểu may đo một chút. Tôi thấy bây giờ nhiều cô gái xinh xắn mà mặc cái áo đi chùa vào dễ thương lắm. Thì mình phải dùng hình ảnh những cô gái đi chùa
toàn như kiểu Ngọc Trinh ấy thì mình bán nó mới dễ, vừa xinh vừa lương thiện ai cũng thích cả, đúng không? Đến anh Kiều anh còn thích Ngọc Trinh cơ mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi cậu ba nhá, đúng rồi, rất kén khách là đúng rồi. Em bán sản phẩm quần áo đi chùa là kén khách là phải thôi, em lựa chọn sản phẩm đấy thì không có cách nào khác cả em ạ. Bây giờ chỉ có cách là em phải đổi mới sản phẩm đi nhá, chất liệu tốt hơn, ví dụ như tơ tằm hay cái này cái kia thì nó có lợi nhuận cao, lập page mới, đổ tiền quảng cáo vào quần áo đi chùa, được chưa? Đấy, và cho một số những cái hình dáng nó đẹp hơn đi, chứ không phải cứ áo nâu sầm là xong nhá. Rồi tìm thêm những cái sản phẩm khác nữa bán chéo vào, chiến lược bán chéo là sao? Bây giờ đi chùa thì một tháng người ta đi một lần thôi, nhưng mà quần áo đi ba đi bùng thì có khi là một tháng người ta đi mấy lần cơ. Thì hôm trước bán quần áo đi chùa, hôm sau bán quần áo đi ba, không vấn đề gì cả. Đừng nghĩ là tôi đùa nhá. Chất lượng thì số 1 rồi, nhưng mà phải thay đổi về mẫu mã, làm thạo nhá. Văn Heneski, thầy có lớp ở Sài Gòn không? Mình không có anh Văn nhá. Vì là mình ở Hà Nội mình rất là bận, nên mình không mở lớp trong Sài Gòn. Anh muốn học thì anh học online giúp tôi. Tôi có video online dạy qua các kênh đối tác, bán rất là tốt, học phí rất rẻ. Học xong anh chưa hiểu gì tôi hỗ trợ nhiệt tình luôn. Đấy. Vâng, mời anh inbox thì tôi sẽ hỗ trợ ra. Kim Lệ Thu, anh ơi chạy một chiến dịch hay chia làm 3 thì tốt hơn? Cứ thử nhá, một cũng được mà ba cũng được, năm cũng được. Mỗi một cái người nó có nhiều kinh nghiệm, không có công thức chung trong việc chiến lược đặt campaign đâu. Đấy, có những người mà tôi biết là họ chạy một cái số tiền là khoảng 1 triệu một ngày, nhưng mà người ta chạy đến 100 chiến dịch. Mỗi chiến dịch người ta chỉ đặt 50.000, đặt cả cả trăm chiến dịch luôn. Em có một pet thuốc giảm cân bị khóa có lấy lại được không? Không em ạ, chịu, không lấy lại được. Tài khoản cá nhân thì lấy lại được, nhưng còn pet thì không nhá. Cherry Zing nhá. Ok, xin mời câu hỏi, xin mời câu hỏi, xin mời chia sẻ video. Phải đạt cái video này rất là hay, phải đạt được 50 lượt chia sẻ giúp tôi nhá. Mới có 41 rồi ngồi đếm, đếm bao giờ 50 thì nghỉ. Đấy, anh Văn Heneski mà cần học Facebook Marketing thì có thể học trên video, học phí rẻ, chất lượng đảm bảo nhá, bởi vì tôi bây giờ không có đủ thời gian để đi dạy offline nữa. Thế còn các bạn ở Hà Nội thì có thể đợi đến ra Tết để chúng tôi sẽ khai trương cái cơ sở 2. Đấy, và đảm bảo rằng mức học phí vô cùng hấp dẫn nhân dịp khai trương cơ sở. Các bạn cứ chuẩn bị gom lúa gạo đi, tiền mừng tuổi, chỉ cần một người mừng tuổi là đủ đi học. Các bạn có tin không, ra Tết tôi sẽ mở các bạn lớp Facebook hoặc là lớp khởi nghiệp như này, với học phí chỉ khoảng 100.000 đồng một người một buổi. Học rẻ kinh hoàng luôn, tôi sẽ tặng các bạn trong khoảng 3 tháng đầu tôi khai trương cái cơ sở 2 của tôi. Huy Triệu, trời cứ như bị ai chặn hỏi vậy, lại không thấy câu hỏi. Lại thấy cái linh tinh. Inbox đi ông Huy ơi. Tôi mệt với ông quá. 3 lần tôi nhìn thấy câu hỏi của ông thì đều không phải là câu hỏi. Khóa sale có online ở trang nào không? Có đấy Hoàng Nguyễn nhá. Chuẩn bị có khóa sale sắp sửa xong rồi. Bạn inbox email tôi sẽ gửi cho. Chúng tôi đang sản xuất gần xong rồi, sẽ có ở Kina hoặc ở Unica để bán cho bạn, những cái trang đối tác lớn. Cảm ơn bạn. Học anh có cần phải có laptop không, Nguyễn Thành Đạt? Có bạn ạ, à, bạn phải học qua laptop, bạn phải học qua laptop. Nếu bạn không có laptop thì chúng tôi cho mượn. Công ty chúng tôi có laptop cho học viên mượn, đừng lo. Rồi, bạn Hà Ngọc hôm nay không có câu hỏi, chỉ ngắm anh cười thôi cũng đủ rồi, cảm ơn bạn. Anh cứ cười thật nhiều vào, nhưng mà thỉnh thoảng mà cười mà không có lý do thì nghe chừng buồn cười lắm, chắc là giống thằng điên. Cho nên là tôi sẽ cười khi mà có cái. Bạn Hoàn Dương, cơ sở 2 ở đâu cho em đăng ký học luôn? Cơ sở 2 ở chỗ cực kỳ đẹp. Đấy, địa chỉ 175 Thái Hà, giữa ngã tư đường phố. Đấy, nên là bạn yên tâm nhé, phòng học đẹp, có chỗ để xe ô tô, xe máy cực kỳ thoải mái, cà phê tầng 1 phục vụ. Đấy, đi thang máy lên vân vân và vân vân. Tóm lại là các bạn chuẩn bị gom lúa đi, học phí khai trương cơ sở 3 tháng đầu rẻ, rẻ như cho luôn. Tại vì bây giờ đang cho còn được nữa là rẻ như cho. Học thành chuyên viên marketing thì có khóa này không? Có bạn nhé. Học thành chuyên viên marketing là lớp nghề e-marketing của tôi đấy, lớp độc quyền ở Hà Nội luôn.
Em muốn học khóa bán hàng qua Facebook online, đồng ý. Inbox, inbox, nhà nhá. Có, cấp tài khoản cho học ngay. Ngày mai học luôn. Chỗ nào không hiểu hỏi. Em chạy giảm cân mà xây lại page làm nào cho hiệu quả. Em ơi, giảm cân bây giờ chạy Facebook rất là khó em nhé. Cho nên là em phải 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 vẫn phải xây page, vẫn phải chạy, nhưng mà em có thể chuyển thêm nhiều kênh bán hàng nữa em ạ. Đừng quá lệ thuộc vào quảng cáo Facebook là nguồn quảng cáo và bán hàng duy nhất. Sai lầm lớn nhất của các bạn là nghĩ rằng là Facebook là duy nhất. Facebook là số 1 thì là đúng. Nhưng Facebook không phải là duy nhất. Hãy nhớ điều đấy. Công ty tôi nửa năm nay lâu lắm rồi, tôi cũng không chạy quảng cáo mấy. Tôi vẫn có khách hàng. Tôi phải làm sale. Đúng ạ, tôi phải làm email, tôi phải làm profile, tôi phải live stream, tôi phải làm hội thảo, tôi phải bán hàng trên Zalo, mọi thứ. Tôi phải chuẩn hóa. Các bạn cũng làm như vậy, giúp tôi. Facebook là số 1 nhưng Facebook không phải là duy nhất. Nếu mà các bạn tư duy là duy nhất là các bạn chết. Nó cấm quảng cáo hay là bạn không có đơn, nó tăng giá thầu hay là bạn khóc, có đúng không ạ? Chúng ta phải tận dụng lợi thế của nó nhưng chúng ta phải có phương án dự phòng. Đấy. Bạn Hoàn Dương này hỏi bao giờ bắt đầu ra Tết bạn nhé, ra Tết. Cứ ăn Tết thoải mái đi. 2017 kiếm tiền với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có khóa khởi nghiệp như này, khóa Facebook như này, các bạn đến học, học phí không đáng là bao nhiêu cả. Chúng tôi dành tặng các bạn luôn. Khai trương cơ sở 2 và chuẩn bị khai trương cơ sở 3 cực kỳ hoành tráng luôn. Tôi khẳng định với các bạn là hoành tráng nhất. Nếu mà các bạn không tin thì tôi sẽ post ảnh lên cho các bạn xem. Chắc chắn là hoành tráng nhất Hà Nội này luôn. Nếu mà các bạn cho rằng là xạo, cho rằng là tinh tướng thì tôi có thể khẳng định với các bạn là đơn vị mà chúng tôi hợp tác là công ty du học Atlantic, là họ đầu tư phòng học là tất cả đồ nhập khẩu hết. Phòng học cực kỳ đẹp. Chưa ở đâu có một phòng học như thế. Rất là đẹp, bàn ghế toàn nhập khẩu, thiết bị nhập khẩu hết. Và sắp tới thì tôi sẽ về tôi cố vấn và làm việc cùng với công ty du học Atlantic. Và tất cả các phòng học ở bên đấy là chúng tôi có thể sử dụng để đào tạo marketing và online marketing, bán hàng trên mạng cho các bạn. Nếu mà các bạn bảo rằng là tôi là người mà vỗ ngực hay là nói huênh hoang thì chắc chắn đấy không phải là con người tôi. Chắc chắn đấy không phải, mà đây là đối tác họ cho chúng tôi sử dụng cái tài nguyên của họ. Công ty du học Atlantic, các bạn vào tìm phòng học cực kỳ đẹp luôn. Tôi có ảnh ở đây nhưng mà tôi không post lên. Mỗi một cái phòng đấy họ đầu tư rất nhiều tiền. Tiêu chuẩn 5 sao luôn. Lớp học online thì học trực tiếp với thầy à, không phải đâu anh Văn Hennesky ạ. Học qua video đóng gói, học sẵn, sau đó anh cần tư vấn thêm thì sẽ có one to one coaching dạy riêng cho anh, thêm một số buổi hỗ trợ cho anh. Còn đầu tiên anh sẽ học qua video đóng gói hết rồi. Giống như tôi đang nói như này này, anh Văn nhé. Nghe xong muốn bay Sài Gòn vào luyện công với anh Phan Anh. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Nguyễn. Chắc chắn là như thế, bởi vì là kinh nghiệm của chúng tôi 11, 12 năm đi làm, đi du lịch, đi đi buôn bán bao nhiêu nước rồi. Tất nhiên là tôi cũng chỉ dám tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người làm mới khởi nghiệp. Tôi không dám tư vấn cho những doanh nghiệp lớn vì trình độ của tôi chưa đủ. Thế nhưng mà với những cái đối tác để làm thì chúng tôi đã có những cái sự tin cậy rất lớn. Phòng học các bạn search công ty du học Atlantic thì các bạn sẽ biết là công ty họ rất lớn, lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Cho em địa chỉ để mua khóa học online, các bạn vào trang kina.vn. Kina là viết tắt của chữ kỹ năng ấy. Kina.vn, search khóa học Facebook của Phan Anh. Đấy. Một cái khóa như thế nó đâu có chỉ 700-800 nghìn gì đấy thôi, rất là rẻ các bạn nhé. Khóa học sale bên anh bao giờ có? Khóa học sale thì hứa với bạn là một tháng nữa, bây giờ là đã quay xong rồi, bây giờ chúng tôi đang biên tập thì sẽ có bạn nhé. Vâng. Anh Tiến học tại đâu? Học tại địa chỉ 175 Thái Hà hoặc 125 Hoàng Ngân anh Tiến nhé. Phòng học là rất là đẹp. Nếu mà học ở Hoàng Ngân hoặc là học ở Lạc Trung rất là đẹp. Bởi vì phòng học đấy là của công ty du học, họ chia sẻ, họ cho em mượn. Thực sự là đấy không phải là phòng học của em mà đấy là của công ty đối tác. Các anh chị cũng yêu thương, các anh chị cho mượn. Chứ còn thực tế là bọn em không có đủ tiền để thuê như vậy. Phòng học cực kỳ đẹp luôn. Chưa ở đâu có một phòng học đẹp như thế. Tiêu chuẩn là 5 sao. Vâng, xin mời câu hỏi cuối cùng. The last question for you. The last question for you. The last one. Khóa
Khóa học Go Live, ok, cái ý tưởng này là bọn mình đã có rồi anh Hoàng Nguyễn nhé. Ý tưởng cái khóa học Go Live này là mình đã có rồi. Và có thể mình sẽ thử nghiệm ngay trong 2017, bởi vì 2016 bọn mình đã mua phần mềm đã dùng rồi. Như thế này này, vẫn học như thế này nhưng mà thông qua phần mềm bọn mình có. Rồi, Huy Triệu, đây câu hỏi cuối của Huy Triệu nhá. The last question. Khách hàng em là những người rất bình dân về cơ sở vật chất, ví dụ như là cửa hàng có nên làm lộng lẫy sang trọng một tí không? Hay cứ bình dân như khách hàng của em? Bây giờ bạn bán cái gì bạn có thể tiết lộ được không? Bạn nói như này thì giống kiểu như kiểu buôn bạc giả ấy, không biết là làm cái gì. Nếu mà bình dân ấy, thì lời khuyên của tôi là chỉ làm nó sạch sẽ sang lịch sự một chút thôi, đừng làm choáng ngợp. Nếu bạn làm đẹp sang trọng lộng lẫy bạn mất khách ngay, vì họ nghĩ rằng là như thế sẽ bị tăng chi phí. Bạn sẽ cố gắng là làm chỉn chu, sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng, lịch sự một chút, đừng làm nâng cao, tức là nâng level lên. Level của họ bình dân, bạn đừng nâng lên luxury. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Đừng đừng nguy hiểm quá. Không nên, theo quan điểm cá nhân của tôi là không nên. Còn cụ thể hơn thì anh phải cho tôi xem cái hình ảnh, anh tôi mới tư vấn được. Bởi vì tôi làm bán lẻ rất nhiều, tôi đã thi công thiết kế rất nhiều các cửa hàng rồi. Tôi hiểu điều đấy. Vâng. Ok. Khách hàng của em ở quê, không nên nhé, không nên, không nên. Sạch sẽ, đẹp đẽ, lịch sự là được. Đừng 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 sang trọng lộng lẫy bạn nhé, đừng. Thế nhưng mà nếu như mà có là sạch sẽ sáng choang như thế thì phải có biển giá ở bên ngoài để cho họ yên tâm. Thí dụ như là họ ở đây họ ngồi họ nghĩ này, mẹ không biết là cái thằng này nó bán bát phở này bao tiền, trông nó đẹp thế kia mà không dám vào. Thế thì cứ ghi luôn là phở nhà em 25.000, rõ là 25.000 một bát đầy các bác ạ. Thế là họ yên tâm họ bước vào, chứ không mình làm đẹp khách nó ngồi nó nghĩ như thế đấy nhá. Anh Huy Triệu nhá. Ok rồi, bài học ngày hôm nay thì xin phép kết thúc tại đây, bởi vì rất là biết ơn, rất là cảm ơn các anh chị đã hỏi rất là nhiều. Cái việc hỏi như thế cũng giúp tôi suy nghĩ được rất là nhiều cái ý tưởng mới để chia sẻ với các anh chị. Thì bài học ngày hôm nay thì tôi cũng đã live stream ở đây cũng khoảng 1:30 rồi, thì tôi sẽ phải nghỉ một chút là tôi tiếp tục quay các khóa học của tôi cũng như là viết sách những công việc riêng của tôi. Thì cũng như là mọi các video khác thì cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã xem video này, được chưa ạ? Đã live stream, đã like cái video này, đã share cái video này, và rất mong, rất vui được kết bạn, được chia sẻ, được học hỏi, được tư vấn với các bạn. Bởi vì là cái mong muốn duy nhất của tôi cũng như là của chúng tôi, bởi vì làm cái việc mình thích và thích cái việc mình làm. Các bạn thấy không ạ? 1:30 chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ. Rất đam mê, không thấy mệt mỏi gì cả. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời mà chúng ta nên có trong cái chương trình khởi nghiệp. Và các số khởi nghiệp tiếp theo của tôi vẫn sẽ tiếp tục nói về các chủ đề khác, nội dung khác, hướng dẫn cho các bạn. Được chưa ạ? Vâng. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay, thấy hợp lý, thấy hấp dẫn thì hãy tag bạn bè vào, hãy share video này. Vâng. Cho chúng tôi và follow trên trang cá nhân hoặc là trên kênh YouTube PA Marketing của tôi. Vâng, lời cuối cùng xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.